Nga đe dọa cắt quan hệ hoàn toàn với Mỹ nếu bị tịch thu tài sản đóng bằng. Quan chức ngành vũ trụ bị bắt vì biển thủ gần 5 triệu USD. Lực lượng tên lửa và không quân Nga ở Crimea bị Ukraine chọc mù. Lính Nga từ chối chiến đấu, cáo buộc quân đội bị đối xử như nô lệ. Quá nhanh, quân Nga hoảng hốt khi thấy F-16 cất cánh trên chiến trường, giấy tuyên truyền cảnh báo sự chết chóc sắp đến quân Nga ở Crimea bạo loạn vì say xỉn, dân Nga bắt đầu chống lại lực lượng quân đội. Thiên Ý rất vui khi được gặp lại toàn thể quý vị đang xem tin tức trên kênh HTD News. Quý vị thân mến, một mùa Giáng sinh và năm mới nữa lại đến. Thay mặt cho đội ngũ làm chương trình, Thiên Ý kính chúc toàn thể quý vị có một mùa Giáng sinh ấm áp bên người thân cùng một năm mới bình an và thành công. Đội ngũ HTD rất mong vẫn nhận được sự quý mến và đồng hành của quý vị trong năm mới 2024 này. Và cũng để quý vị chờ lâu, ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chi tiết. Nga đe dọa các quan hệ hoàn toàn với Mỹ nếu bị tịch thu tài sản đóng băng. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov cảnh báo Nga sẽ cắt quan hệ với Mỹ nếu Washington tịch thu tài sản của Moscow đang bị đóng băng vì lệnh trừng phạt. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho hay, Mỹ không nên hành động với ảo tưởng rằng Nga đang bám chặt cả hai tay vào quan hệ ngoại giao với họ. Ông cảnh báo, Nga có thể cắt quan hệ với Mỹ nếu Washington tịch thu các tài sản của Moscow đang bị đóng băng vì lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xâm lược ở Ukraine. Tuyên bố của ông Rybakos được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ và Liên minh châu Âu EU đang cân nhắc tịch thu tài sản của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trả lời báo giới ngày 21 tháng 12, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kaber nói còn quá sớm để bàn về việc tịch thu tài sản của Nga. Ông Kaber cho biết, tôi đã không bàn về đề xuất cụ thể đó, nhưng nhìn chung chúng tôi đã trao đổi với nhiều đồng minh và đối tác về vai trò của Nga, giai đoạn hậu xung đột, về tái thiết khôi phục Ukraine trong dài hạn. Đồng thời nói thêm rằng Nga nên chịu trách nhiệm vì đã tàn phá hạ tầng nước láng giềng. Bộ trưởng Tài chính Nga Antony Silonov ngày 21 tháng 12 cảnh báo sẽ đáp trả EU nếu khối này thực hiện kế hoạch chuyển lợi nhuận phát sinh từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine. Ông Silonov nói rằng, chúng tôi cũng có tài sản nước ngoài đóng băng tại Nga, con số cũng không nhỏ. Nguồn thu từ những tài sản này chắc chắn sẽ được mang ra sử dụng nếu các đối tác không thân thiện có hành động. Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga sau khi nước này bắt đầu xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, trong đó có đóng băng hơn 330 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài. Do các giao dịch với Nga bị cấm vì lệnh trừng phạt, lãi phát sinh từ số tài sản bị đóng băng này không được trả cho Moscow. Hơn 217 tỷ USD tài sản của Nga hiện bị đóng băng ở EU, hầu hết do công ty dịch vụ tài chính Mỹ Euroclear nắm giữ. Quan chức ngành vũ trụ bị bắt vì biển thủ gần 5 triệu USD. Nga bắt phó giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos do tình nghi biển thủ công quỹ mua sắm thiết bị. Ủy ban điều tra Nga vào ngày 22 tháng 12 thông báo Oleg Frolov, phó giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ của Roscosmos và hai cá nhân khác bị tình nghi gian lận tài chính quy mô lớn. Cảnh sát Nga xác nhận ông Frolov đã bị bắt liên quan cáo buộc biển thủ khoảng 4,7 triệu USD ngân sách. Ông đã bị tạm giữ chờ xét xử. Ủy ban điều tra cho biết, Frolov đã lợi dụng chức vụ và bắt tay phạm tội với hai đồng phạm. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, họ đã biển thủ tiền từ các quỹ dành cho mua sắm trang thiết bị. Roscosmos được xem là niềm tự hào quốc gia với người dân Nga khi chịu trách nhiệm chủ lực cho các chương trình không gian của đất nước. Họ từng hỗ trợ các cơ quan hàng không vũ trụ nước khác, trong đó có NASA của Mỹ, đưa phi hành gia ra trạm không gian. Nga chưa từ bỏ tham vọng phát triển trạm không gian riêng, thay thế trạm vũ trụ quốc tế ISS và hồi sinh chương trình khám phá mặt trăng. Tuy nhiên, Roscosmos trong vài năm qua được cho là gặp khó khăn về tài chính. Cơ quan cũng xảy ra một loạt bê bối về tham nhũng và sự cố kỹ thuật. Sự cố gần nhất là khi tàu thăm dò Luna 25 của Roscosmos đâm xuống bề mặt của mặt trăng trong sứ mệnh vào tháng 8. Đây là sứ mệnh nghiên cứu mặt trăng đầu tiên của Nga sau 47 năm. Roscosmos đã thành lập một ủy ban nội bộ đặc biệt để điều tra nguyên nhân phía sau thất bại. Lực lượng tên lửa và không quân Nga ở Crimea bị Ukraine chọc mù. Cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine thiếu tá dự bị, nhà phân tích quân sự Oleksiy Tratmen nêu trong một cuộc phỏng vấn với Focus, hậu quả của cuộc tấn công vào trung tâm liên lạc không gian của những người cư ngụ đã được biết đến. Tất cả các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và không quân từ khu vực Crimea và Ukraine đều không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng không gian về tình báo, phối hợp và liên lạc được mã hóa. Do đó, thiệt hại đối với trung tâm truyền thông vũ trụ ở Crimea bị chiếm đóng là vô cùng nghiêm trọng đối với quân xâm lược Nga. Và mặc dù theo chuyên gia, không thể nói rằng với một đoàn như vậy quân đội Ukraine đã làm mù hoàn toàn kẻ thù, nhưng nó đã dán cho hắn một đoàn rất nhạy cảm trên thực tế, rất nhiều đơn vị hiện không có thông tin tình báo và liên lạc đáng tin cậy, hoạt động trong mọi thời tiết. Ngoài ra, việc truyền tải thông tin quân sự thiết yếu vốn rất quan trọng trong thời chiến đã trở nên rất khó khăn hơn nhiều. Nhà phân tích quân sự Ukraine nói rằng, rất có thể đây là một công việc thành công của SSU và Tổng cục Tình báo chính của chúng tôi. Họ có thể chọn thứ gì đó đơn giản hơn là mục tiêu, nhưng họ đã bắn trúng vào một vật thể thực sự quan trọng, và bây giờ những quân Nga đã phải truyền bí mật và thông tin hoạt động bằng các phương pháp của thế kỷ trước, bằng truyền thông hữu tuyến. Theo Oleksiy Gatman, Ukraine đã tìm cách đánh đuổi các tàu sân bay tên lửa của quân chiếm đóng từ Crimea đến Novorossiya và mặc dù một tàu mang tên lửa Kali đã xuất hiện ở vùng biển ngày hôm trước. Nga đang gặp khó khăn trong việc nạp tên lửa vào các cảng khác, nơi mà họ phải chạy trốn. Thiếu tá Ukraine lưu ý người Nga đang cố gắng xây dựng ở cảng Novorossiye, tuyến đường vận chuyển tên lửa tương tự như ở Crimea. Nhưng đó là một quá trình phức tạp. Nhưng chỉ tấn công một con tàu thôi thì chưa đủ. Không thể đoán trước khi nào quân Nga sẽ tấn công bằng tên lửa Caliber một lần nữa. Bởi theo chuyên gia, bản thân của họ cũng không biết khi nào mình sẽ nhận được mệnh lệnh như vậy. Oleksiy Tretman cho biết, mọi thứ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của tên lửa, chiến hạm và kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Nga đối với các mục tiêu cụ thể. Lính Nga từ chối chiến đấu, cáo buộc quân đội bị đối xử như nô lệ. Hai binh sĩ Nga phục vụ ở Ukraine gần đây đã nói chuyện với một mạng truyền hình về việc họ thất vọng với các chỉ huy của họ, cũng như điều kiện tồi tệ mà họ phải đối mặt trong chiến tranh. Một người trong quân đội của Nga cho biết, họ cảm thấy mình như nô lệ vì không biết khi nào thời gian phục vụ của mình sẽ kết thúc. Current Time, một mạng lưới tiếng nga do Radio Free Europe, Radio Liberty kết hợp với đài tiếng nói Hoa Kỳ điều hành, đã đăng các cuộc phỏng vấn lên trang web của mình vào thứ năm. Danh tính của những người lính được giấu kín để bảo vệ họ. Newsweek không thể xác minh độc lập những tuyên bố được đưa ra trong video và Bộ Quốc phòng nga đã được liên hệ qua email vào tối thứ sáu để đưa ra bình luận. Đoạn video này chỉ là một trong nhiều ví dụ về việc binh sĩ nga tung ra video công khai hoặc thông điệp bằng văn bản nêu chi tiết những bất bình của họ ở Ukraine. Các quân nhân hoặc toàn bộ đơn vị đã đăng tải sự phản đối của họ trên các nền tảng truyền thông xã hội như Telegram và các nhóm như dự án truyền thông độc lập Quartan Latation đã chia sẻ bản dịch sang tiếng Anh của những thông tin liên lạc này. Một trong những người lính nói chuyện với Current Time được xác định là Alexander, người được mô tả là lái xe quân sự trong lực lượng vũ trang Nga. Theo Alexander, vai trò của anh ấy bị ảnh hưởng do thiết bị bị lỗi, điều mà anh ấy lo lắng có thể khiến bản thân và những người khác rơi vào tình trạng nguy hiểm. Anh ấy mô tả những phương tiện mà anh ấy vận hành giống như những chiếc xe bu lông khó có thể di chuyển. Alexander nói: Theo chú thích được dịch của Corentin, người chỉ huy không bận tâm rằng nó sẽ bị đình trệ khi chúng tôi tiến vào và sau đó trở thành mục tiêu. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Người lính Nga tiếp tục nói, mặc dù không muốn chiến đấu nhưng anh tin rằng mình đang bảo vệ đất nước của mình. Tuy nhiên sau một năm phục vụ, giờ đây anh đang có những nghi ngờ. Current time nêu tên người lính còn lại được phỏng vấn là Ivan và anh cho biết anh ta hiện đang chiến đấu trên tuyển tuyến ở Ukraine. Mặc dù ban đầu anh ấy rất vui khi được chiến đấu giống như Alexander, nhưng anh ấy sẵn sàng bỏ lại chiến trường phía sau. Ivan nói rằng vào thời điểm khi lần đầu tiên đến Ukraine, tôi coi mình là một người yêu nước và muốn chiến đấu vì nước Nga. Nhưng sau khi nhìn thấy tất cả những ưu điểm và nhược điểm của quân đội chúng tôi, tôi nghĩ Bộ Quốc phòng còn nhiều việc phải làm. Anh ấy nói thêm, về cơ bản tôi đến đây một cách tự nguyện, lẽ ra tôi có thể bỏ trốn nhưng tôi đã không làm vậy. Đôi khi tôi rất hối hận về điều này. Current time cho biết các binh sĩ đều phàn nàn về cuộc sống khắc nghiệt mà họ đã trải qua trong chiến hào nơi họ phải đối mặt với cái lạnh cái đói và lũ chuột không ít người đã đào ngũ và bỏ trốn ivan nói rằng nhiều người trong chúng tôi cảm thấy mình không phải là những người lính mà là những nô lệ bởi vì không có giới hạn về thời gian đối với chúng tôi chúng tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu chúng tôi ở đây càng lâu thì cơ hội về nhà càng ít Alexander cũng thảo luận về việc Nga đã tuyển mộ những người bị kết án để bổ sung vào hàng ngũ quân đội của mình, một hành động mà người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã bảo vệ vào tháng trước khi nói rằng những cựu tù nhân này chuột lại bằng máu những tội ác trên chiến trường trong các lữ đoàn tấn công dưới làn đạn. Alexander cho biết anh và những người lính khác không đồng tình với việc chiến đấu bên các tù binh. Anh cũng chỉ trích việc những người bị kết án chỉ thụ án trong thời gian 6 tháng ở Ukraine và sau đó họ trở về Nga với tội ác được ân xá. Alexander nói rằng, tất cả chúng tôi đều bị sốc về những người bị kết án. Họ đã chiến đấu bên cạnh chúng tôi, bình đẳng, nhưng họ về nhà, trong khi những người lính nghĩa vụ ở lại và chết. Quá nhanh, quân Nga khoảng khốt khi tới F-16 cất cánh trên chiến trường giới tuyên truyền cảnh báo sự chết chóc sắp đến. Nhóm blogger quân sự người Nga Pripa báo cáo rằng một phi đội F-16 hoàn chỉnh đã có mặt trên lãnh thổ của Ukraine, có tới 12 máy bay chiến đấu và 3 máy bay huấn luyện. Tuyên bố này được xác nhận bằng các ghi chú trong các kênh quân sự và tuyên truyền của quân đội Nga. Các nhà tuyên truyền của Nga bắt đầu đoán rằng Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu F-16 từ các đồng minh phương Tây và sẽ làm suy giảm nghiêm trọng lực lượng không quân quân sự của Nga. Sau đó, Kiev sẽ tranh luận nghiêm túc về việc tiếp tục nhận viện trợ quân sự từ phương Tây. Khenryba của Nga cảnh báo, trong trường hợp này, xe tăng, pháo và xe chiến đấu bọc thép mới sẽ được chuyển đến cho Ukraine. Thông tin này xuất hiện sau khi Hà Lan thông báo sắp chuyển vào 18 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến, bất chấp cảnh báo cứng rắn của Nga. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội S hôm ngày 22 tháng 1. Hôm nay tôi đã thông báo cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định của chính phủ Hà Lan về việc chuẩn bị 18 máy bay chiến đấu F-16 để chuyển giao cho Ukraine. Ông Rutte cho biết, việc chuyển giao F-16 là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong các thỏa thuận hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bên cạnh giấy phép xuất khẩu, một số tiêu chí khác cũng phải được đáp ứng trước khi quá trình chuyển giao có thể diễn ra, bao gồm các yêu cầu về nhân sự và cơ sở hạ tầng. Theo Thủ tướng Dr. Quyết định trên khẳng định cam kết không suy giảm của Hà Lan trong việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để đối phó với hành động của Nga. Quan chức Hà Lan nói thêm rằng, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, hai bên cũng thảo luận quyết định của Hội đồng châu Âu về việc bắt đầu các cuộc đàm phán để kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu EU. Tổng thống Zelensky cho biết ông cảm ơn Thủ tướng Rotter vì quyết định chuyển giao F-16 cũng như sự ủng hộ tích cực của Hà Lan đối với quyết định mở các cuộc đàm phán kết nạp Ukraine vào EU. Quân Nga ở Crimea bạo loạn vì sai xỉn, dân Nga bắt đầu chống lại lực lượng quân đội. Nguồn tin địa phương của Crimean Queen viết rằng sự bất mãn với quân đội của nga đang gia tăng ở crimea có thông tin cho rằng sự bất mãn với quân đội của nga đang gia tăng ở kermen ngày càng có nhiều người phải đối mặt với những vụ quân nhân say xỉn đánh đập thanh niên và những hành vi thô lỗ những kẻ chiếm đóng tin chắc rằng người dân crimea nợ họ vì đã đến từ khắp nước nga để chiến đấu chống lại ukraine nhưng người dân lại không nghĩ như vậy họ ngày càng dám nói với người nga sự thật trong mắt họ rằng họ là kẻ chiếm đóng bất chấp nguy cơ bị giam giữ. CNN đưa tin ngày 19 tháng 12, lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với làn sóng liên tục của quân Nga. Những người không chỉ được huấn luyện và trang bị, có xe bọc thép mà thường được cho là sử dụng ma túy để tăng cường các cuộc tấn công của họ. bên lính Ukraine cho các nhà báo xem cảnh quay bằng máy bay không người lái về một người Nga bị thương, hai chân của anh ta bị cắt cục, nhưng trên khuôn mặt anh ta nở một nụ cười rùng rợn dường như không biết đến nỗi đầu. Theo một số binh sĩ Ukraine, số lượng lớn người Nga ở mặt trận thật khó hiểu. Binh sĩ Ukraine Iho nói rằng, thông thường, nhiều thịt hơn có nghĩa là nhiều thịt băm hơn. Ám chỉ việc các tướng Nga ném quân vào máy xay thịt tiền tuyến mà không quan tâm đến tổn thất của họ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán tính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.